chào quý cô chú anh chị, mến chào quý mạnh thường quân thân yêu đang xem kênh của Bình Đen Vlog. Thì hôm nay Bình lại tới ấp Phước Hòa, xã Phước Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì phía trước chùa Bốn Mặt á quý cô chú anh chị. Thì bữa nay thì Bình lại ghé thăm cái hoàn cảnh của chị La. Thì cuộc sống hàng ngày á, thì nhờ vào chồng đi làm hồ, đi phụ hồ ở bên Long An. Còn vợ thì ở nhà không có làm gì, tại vì đứa con lớn nhất mới có học lớp 4 à. Nên là còn học lớp 3 hả cô? Cô mới học lớp 3 à. Nên là còn rất là nhỏ, cho nên cũng rất là khó khăn. Thì bữa nay á, thì Bình cũng xin phép là Bình chia bớt cái một phần quà của gia đình của cô Xuân Hiền sống bên Mỹ để đem đến trao cho hoàn cảnh của chị La. Thì phía bên đây thì cũng có anh Dũng để đi theo Bình cùng tiếp xách phần quà vô ha. Anh Dũng có lời gì muốn nói với khán giả không anh Dũng? Bữa nay đi làm thiện nguyện chung với Bình Đen Vlog, trong lòng cảm thấy có vui không anh Dũng? Vui à, vui. Xin chào cô chú anh chị. Thì mình hàng ngày mình làm cái gì? Ngày em xây lúa, xây gạo, cắt cỏ bò. Cắt cỏ cho bò. Bò mình nuôi nhiều không? Bò 5 con. 5 con, bữa nào sinh con đi quay vậy? Đi quay ha. Được không? Được, được, được. Rồi cho anh hỏi, cho em hỏi cái hàng ngày đó, hình như là mình có vô câu lạc bộ có câu lạc bộ nghệ thuật Bốn Mặt. Câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ văn hóa chùa Bốn Mặt đúng không? Mình cũng có đi mua, đi ca, đi hát đúng không? Có. Thì bữa nay Bình cũng nhờ anh xách phần quà vô trong cùng với Bình ha. Thì bây giờ mời quý cô chú anh chị vô trong cùng với Bình ha, với anh Dẫn. Dạ. Đó quý cô chú anh chị, thì đây là cái đường vô nhà của chị La. Thì chị ấy chỉ có một chiếc cái xe đạp này thôi. Đó, xe đạp thì hình như là có thắng ha. Thì cái đường này nói chung là rất là sình và rất là khó đi ha. Đó, thì mình đi qua đây mình đi một mình cũng không được, tại vì đường sình á, rồi một phần là mình vừa quay mà vừa xách gạo cũng không được ha. Thì Bình nhờ ảnh xách gạo vô trong cùng với Bình ha. Thì Bình cũng không biết là chị La có ở nhà hay không. Ô, các bé ở nhà. Đây, đó quý cô chú anh chị. Đó, coi cái đường nè. Đây là trước cái trước nhà nè. Nói chung là sình không à. Đó, Bình cũng không biết là đi vô cái đường nào luôn á. Tại vì cái cỏ nè, rồi sình nè. Chắc đi đường này á thì thôi, bỏ cái giò luôn rồi. Đó, thì đi đường này thì nói chung là rất là sình luôn. Đó, đi trên cỏ thôi. Thì phía trước nhà thì quý cô chú anh chị ơi, Bình cảm thấy đường nó cũng rất là khó đi á. Đây thì trên đường đi á, thì có lót mấy cục gạch nhỏ nhỏ nè. Đó, mấy cục gạch nhỏ nhỏ mình đi trên này nè. Chứ trên trước này rất là sình luôn nè. Đó. Các em á, thì quậy phá banh cái sình hết luôn rồi nè. Khi mà trời mưa á, các em tắm mưa nè. Đó. Quý cô chú anh chị, đây là cái căn nhà nè, toàn cảnh cái căn nhà nè. Quá trời luôn rồi. Thật là không thể tin được luôn. Thì đợt trước á, mình cũng có lại đây chia sẻ, nhưng mà cái nền, cái đất á, trước sân nhà cũng còn khô nên là rất là dễ đi. Nhưng mà đợt này á, thì đi rất là khó luôn, tại đường nó sình không à, nên là mình đi một mình cũng khó. Ồ, chào các con. bữa nay có mình có đi chùa không hả? Không hả? Bữa nay bé nào đi học, bé đưa lơ con đó. Con hai con có đi học không bữa nay hả? Không. Bữa nay thứ mấy? Thứ bảy hả? Bữa nay được nghỉ phải không? Thì chú lại tới đây có vui không? Các con có vui không? Rồi mấy bữa trước con đi chùa làm cái gì vậy? Hả? Đi xin tiền hả? Chú gắn mic cho chú à. Mấy bữa trước là con đi chùa để xin tiền phải không? Rồi người ta có cho không? Cho. Cho nhiều không? 2.000 hả? Thì con năm nay con nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi. Nhiêu tuổi? 10 tuổi. 10 tuổi ha.
Rồi hàng ngày á là con đi học. Đi học thì chú có nghe nói là không có dép mang á. Có dép dép đó mới mua hay là sao con? Nó mua lâu rồi, cái này thì nó lụm ở chùa nó. Lụm ở chùa luôn hả? Ồ, Cái lụm ở chùa cái gì? lụm ở chùa. Rồi con đi học hàng ngày vậy á, có tiền đi học không? Có hả? Ai cho? Mẹ cho hả? Được được nhiêu tiền? 10.000 hả? Ồ, 10.000 mua được cái gì ăn con? Bánh hả? Có mua sữa không? Không à, mua bánh với trò chơi hả? Thì con học sinh có giỏi không? Học lớp Hả? 3. Giỏi không? Có ngoan Ngoan. không? Cũng được Mời ha. cô 10. Đây đây là em trai của con phải không? Tên gì? Lượng. Lượng ha. Vạn Lượng. Còn con tên gì? Hả? Lịch đó. Con lịch. Rồi mình qua cái mùa Delta đó, con có xin tiền được nhiều không cho chú xin mớ rồi? Ăn hết rồi. Ăn hết hả? Rồi rồi bánh chung bánh bao bài bánh gì đó con có đi lấy trái cây ăn không? Không ạ. Tưởng còn trái cây chứ. Có bánh ăn không? Cày hồi dịp của ta đó. Hả? Có hả? Rồi bữa nay con có từ sáng giờ đó con có ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Hả? Ăn ăn chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Ăn gì vậy? Cơm. Ăn cơm hả? Cơm cơm mua người ta hay là cơm mẹ nấu? Cơm mà nấu. Cơm mẹ nấu ha. Với cơm mua. Ăn ăn với cái gì? Hả? Ăn với cái gì vậy? Ăn với gì con? Đây với cô chú anh chị, đây là bé Bình đang nói chuyện, là lớn nhất là bé Lịch, còn bé đây là bé Lượng, đó là anh ba, đây là anh hai nó, hay còn bên đây thì anh tư, còn bên đây thì anh năm. Trời ơi, một căn nhà có bốn hoàng tử, sống tại cái ngôi nhà, Chạy thì trốn nói chung thì với cô chú anh chị thì chắc cũng biết rồi ha. Thì nói chung Ê, là còn cái căn cái quả nhà, bánh cái căn nhà này á, đó thì đợt trước mình cũng có chia sẻ hết một lần rồi. Tại vì xung quanh cái căn nhà á, thì nói chung toàn là rừng cây cối à. Nhiều khi cái mùa cái này á, coi cái cái mướt mưa nhiều á, muỗi nè, rồi đôi khi phải cũng có bị sốt xuất huyết á quý cô chú anh chị. Thì coi mình cũng có nghe nói là bữa hổm bị bệnh một lần là coi bốn người còn con tắt luôn, mà bình thì bây giờ bình lợi bị thì khuất đã hết rồi, bớt đây rồi phải ha. cho Đây là toàn cảnh căn nhà nào quý cô chú anh chị. Đây đó, quá trời luôn rồi. Đây là đi khi đi mà Bình lại tới đây á, Bình trao cho cái hạt hạt gạo yêu thương á. Chị ơi, bữa nay em chị La ha, thì đợt trước em cũng có chia sẻ rồi. Thì chị La ơi, đợt này em lại tới á, khi mà em lại tới chị với các con có vui không? Dạ vui. Vui ha. Thì đợt trước á, em có nghe nói là chồng của chị đi làm hồ ở đâu? Long An. Long An hả? Long An đi phụ hồ hay là sao? Phụ phụ hồ ha. Thì một ngày gì á ảnh làm được bao nhiêu tiền? 300.000 à. 300 ngàn hả? Rồi một tuần ảnh gửi cho mình được bao nhiêu tiền? 500.000. 500 ngàn hả? Dạ. Rồi rồi làm sao mà sống được hả chị? 500 ngàn tới bốn người con á một tuần. Dạ, tại mình không có tiền, mình mượn tiền người ta xài. Mượn tiền của người ta. Dạ. Rồi từ từ mình làm trả hay sao? Dạ. Rồi chị có đi làm gì không hàng ngày? Không, vợ hai đứa nó bốn đứa. Dự bốn đứa đúng Dạ, không? không đi làm được hết. Thì hàng ngày thì chỉ trông chờ vào cái đồng tiền lương của chồng. Dạ. Thì chồng có gửi về mỗi tuần không hay là Dạ, sao? mỗi tuần tuần nó 500.000. Gửi về mỗi tuần, một tuần là 500 ngàn. Dạ. Vậy là một tháng là được 2 triệu ha. Dạ.
Thì em qua tới đây em cũng không có gì gửi cho chị. Thì em gửi cái hạt gạo yêu thương từ gia đình Ví Mạnh Thường Quân, gia đình của cô Xuân Hiền sống bên Mỹ. Bao gồm một chai nước tương và một chai nước mắm, với một chai dầu ăn, với 4 lon cá mòi, với 1 kg đường, với gạo 10 kg. Thì chị có lời gì để cảm ơn đến Ví Mạnh Thường Quân, gia đình của cô Xuân Hiền sống bên Mỹ không? Dạ, em xin cảm ơn. Cảm ơn gia đình ha, gia đình của cô Xuân Hiền ha. Thì chú lại cho lon cá mòi này kia, các con dùng cơm có ngon không? Dạ, ngon. Ngon ha. Biết cho chú anh chị. Đó. Thì mấy bé thì không biết gì luôn á. Thôi đừng có thui các con. Đó, lát nữa mẹ làm cho ăn ha. Đó, thì các con thấy lợi tới đây thì nói chung là rất là vui luôn. Rồi từ sáng giờ mấy bé không có đi ra ngoài chơi được hả? Dạ sình không à. Không xình cho không? Nó đi. Sình không. Không cho đi à? Dạ. Tại vì sình với dạ lại trời cũng đang bão á. Dạ. Mưa á. Cũng sắp mưa rồi ha. Dạ. Thua luôn. Thì bây giờ thì em cũng xin phép chị dắt em vô trong nhà để cho quý cô chú anh chị được thấy rồi bữa nay mình được gì dùng cơm ha. Dạ. Yeah. Thì quý cô chú anh chị, thì Bình mời quý cô chú anh chị vô trong cùng với Bình ha. Đây là toàn cảnh cái căn nhà của chị La. Đó, sống với chồng, thì Bình cũng không biết tên chồng ha. Đây là chỗ cái trước phòng, không phải là cái phòng, ở chỗ trước nhà thì có cái giường để xem tivi nè. Chắc là chỗ này là 4-5 mẹ con ngủ ở đây nè quý cô chú anh chị. Ở đây là toàn cảnh cái căn nhà đó, Bình đang quay thì trời cũng đang chuyển mưa, trời đang mưa luôn á quý cô chú anh chị. Đây là toàn cảnh cái căn nhà, thì nói chung là nhà nó bị nhiễu nước á, nên đây là che bạc lại hết rồi nè quý cô chú anh chị. Phía trên là che bạc lại hết rồi ha. Còn cái ngăn giữa thì lấy cái bao, lấy bao để che lại. Thì tivi này đợt trước mình có lại đi chia sẻ thì tivi còn xài được không biết cô chú anh chị. Thì còn cái tủ thì bể hết rồi ha. Đi ha, bây giờ mình đi vô nhà sau ha. Đi vô nhà sau đó biết cô chú anh chị. Ở đây là một cái chiếc xe đạp của các bé nè. Nói chung là nhà còn là bao bọc không à biết cô chú anh chị ơi. Ở đợt trước em thấy mình nuôi gà nhiều lắm mà bây giờ dạ, còn không? Dạ thả nó đi hết trơn à. Thả nó hả? Dạ, thả đi chơi. Thả nó đi hết trơn à? Dạ. Rồi khoảng trống như vậy đó, rồi mưa lại có tạt không chị? Không, đó tạt ở bên này nè. Ở bên đó là nhờ mấy lá cây này kia che lại hả? Dạ. Mà chắc cũng tạt, mà tạt ít phải không? Dạ tạt ít không có biết. Đây, chưa tới trên luôn á biết cô chú anh chị. Thì bên đây thì nói chung là làm cái cửa, nhưng mà chưa có khả năng để làm cái cửa thì che cái bọc lại đỡ nè, che cái bọc tạm đỡ nè quý cô chú anh chị. Thì hàng ngày là mình xài nước mưa hay sao chị? Dạ xài nước mưa, không có nước đông mà xài nước mưa không ạ? Xài nước mưa, đây là cái chỗ xài nước mưa nè. Thì nói chung ở đây thì chắc chắn là rất là nhiều muỗi. Ban đêm nhiều muỗi không chị? Dạ nhiều muỗi lắm. Nhiều muỗi lắm hả? Tại sớm sớm ngủ rồi. Sớm sớm để buồn ngủ hả? Dạ. Quý cô chú anh chị, đây là cái phần nhà sau nè, đất hơi bị sâu á, hồi mùa mưa á, nước sẽ lên và nước sẽ đụng lại thì có cá ở đây luôn á quý cô chú anh chị. Thì ở xung quanh toàn cái căn nhà toàn là rừng không à, rừng cây rồi cỏ không à, cây tre không à quý cô chú anh chị. Thì đa số thì nhà này chắc chắn là muỗi nhiều lắm. Tục ăn. Thì đợt trước mình cũng có lại đây thì đây trong cái bội này thì cũng có nuôi gà. Thì đợt này thì gà mình thả hết đó phải không chị? Dạ thả hết. Gà mình lớn hết đó phải không? Dạ thả cho nó ăn. Cho nó đi ra ngoài kiếm đồ ăn phải không? Dạ. Kiếm con trùng này kia. Thì chỗ nhà bếp mình đó phải không? Dạ. Bữa nay mình được cái gì dùng cơm chị? Xào đậu que. Xào đậu que đây. Quý cô chú anh chị, đây là toàn cảnh cái căn nhà sau. Thì nhà mình này cũng có toilet làm rồi ha chị ha. Yeah. Đa số toàn là che bạc lại không ơi biết của chú anh chị. Đâu đồ ăn đâu?
cho Bình xem thứ rồi. Ô, cái nồi cơm cũng ở trước luôn quý cô chú anh chị. À, thì dạ, bây giờ mời quý cô chú anh chị ra nhà trước lại cùng với Bình ha. Để đi, là nồi cơm á hả? Dạ. Cơm mình còn nấu rồi hả? Dạ nấu rồi. Ô, quý cô chú anh chị, cơm nấu rồi. Sáng mấy giờ chị nấu cơm vậy? À, 9 giờ mới nấu rồi cho nó ăn. 9 giờ mới nấu hả? Dạ. Vì giống như bữa nào mà không có tiền mua đồ ăn sáng cho các bé thì sao chị? Không biết nữa. Cho nó ăn cơm với nước tương. Ăn cơm với nước tương hả? Dạ. Giờ bữa nay có cá mòi á, thì dạ, chắc các bé ăn cơm được ngon hơn ha. Dạ. Thì mỗi ngày bữa nào mà được ăn, mình ăn sang nhất là cái món gì? Sang nhất. Dạ, bánh tôm anh vậy đó. À. Tôm. À. Thì bữa nay mình được đâu có đồ ăn còn không? Dạ còn cho cô mới đó. Đâu, đồ ăn còn không? Con lấy cho chú coi cái. Ô, đồ ăn để trong tủ đây nè. Quý cô chú anh chị, tủ quần áo luôn á chứ. Đó, đây. Là đồ ăn đây. Ô, đậu đũa, đậu que, xào với thịt heo ha. Dạ. Xào với ba rọi. Quý cô chú anh chị. Rồi, bây giờ mình ra ăn trước đây con. Dạ. Con chú cũng cảm ơn con. Đây, ra ăn trước nói chuyện cho. Chị mau, đắt nổi. Mấy cái chú anh chị ơi, đây là toàn cảnh cái căn nhà. Đắt nổi hơi. Rồi ở đây thì mình đóng bạt lại đó, trời dạ, mưa nó không, nó cũng không có nhiễu không? Dạ. Ờ, không nhiễu ha. Thì cũng đỡ ha. Dạ. Cái bạt này. Trời đang mưa nè, mấy cái chú anh chị. Cái yếu bên này nè. Trời đang mưa. Thì ở đây thì ở phần trước nhà nè. Quý cô chú anh chị. Đó. Nhìn thấy ngàn vì sao luôn. Đây là chưa có chia sẻ ha, chưa có bạc ha. Thì chị La ơi, thì em lại tới đây á, em cũng không có gì gửi cho chị, nhưng mà đây là tấm lòng vàng ha của gia đình của chị Xuân Hiền. Thì em cũng rất mong là em chia sẻ video này lên. Cũng rất mong là được quý mạnh thường quân, bà con cô bác trong nước và ngoài nước biết đến hoàn cảnh gia đình mình. Hiện tại là cũng đang rất là khó khăn ha chị ha. Thì hàng ngày thì không có nước để xài đúng không? Mình xài nước mưa không à? Xài nước mưa. Xài nước trời ban không à quý cô chú anh chị? Thì hàng ngày thì bé này đi học lớp mấy? Lớp 3. Lớp 3 rồi bé này? Lớp 1. Lớp 1 thì mấy bé đầy đủ đồ chưa? Xài đồ cũ không ạ? À? Xài đồ cũ. Đồ cũ lớp 1 hả? Dạ. Rồi mấy bé lớp 3 này á thì quần áo này kia đầy đủ hết đúng không? Dạ, xài đồ cũ người ta cho đó. Đồ cũ người ta cho hả chị? Dạ. Quý cô chú anh chị. Rồi sao không cho mấy tụi nó nhỏ mang dép, tại vì mưa rất là trơn trượt rồi rất là khó đi á chị. Không có mang. Nó không mang ha. Dạ. Thì bây giờ em cũng xin chia sẻ video này lên. Dạ. Được, cũng rất mong là quý cô chú anh chị, quý bà con cô bác xem video ha. Thì bây giờ em cũng xin phép mình chia sẻ video này lên. Cũng rất mong là quý cô chú anh chị, quý bà con cô bác xem video, thấy hoàn cảnh này cũng rất là đáng thương. Thì cũng rất mong là quý cô chú anh chị xích một cái ly cà phê hoặc là một cái bữa ăn sáng để gửi cho các bé để ăn học ha quý cô chú anh chị. Tại phía trước nhà thì trời cũng rất là mưa. Thì mình cũng rất muốn làm một cái nhịp cầu nối mang đến cho những cái cuộc sống hoàn cảnh khó khăn ha. Thì mình xin phép là mình kết thúc video tại đây. Chúc quý cô chú anh chị xem video thật vui vẻ và luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường ha. Thì quý cô chú anh chị nhớ bỏ 2 giây để đăng ký và nhấn like dùm cho Bình, để Bình có động lực làm những video tiếp theo ha. Bình bây giờ mình xin chào và tạm biệt quý cô chú anh chị. Thì bây giờ trời phía bên ngoài cũng đang mưa nè. Đó, thì xíu nữa mình mới về được ha. Mình xin chào tạm biệt, bye bye quý cô chú anh chị. Bye bye quý cô chú anh chị ơi. Cũng rất là cảm ơn anh ha.